đi xuyên qua đấy được không? Tôi luôn rất thích màu xanh của những bức tượng đồng trải dài qua năm tháng. Nó có một màu xanh, có một sức hút rất là tuyệt vời. Và nhìn vào đây, bạn có cảm nhận được sự đẹp đẽ của nó. Tôi sẽ đi xuyên qua một đường hầm để sang bên kia của Royal Palace. Và tại đây thì không gian mở ra rất là đẹp, thoáng đãng. Và màu xanh của bức tượng đồng khổ lại hiện ra rất là đẹp. Và đứng từ trên này, gia đình hoàng gia, những vị vua có thể nhìn xuống bao quát toàn thành phố cũng như con sông đang đao nước đang chảy ở dưới kia. Và the chain bridge, cầu dây xích ngay ở dưới kia. Hello, how are you today? Và dưới kia dòng sông Danit ngày hôm nay nhộn nhịp tàu bè đi lại, và tôi tin chắc rằng là phần nhiều khách du lịch đến từ các nẻo đường trên thế giới. Từ điểm ngắm này nhìn cầu Chain Bridge, hay được gọi là cầu dây xích, thật là đẹp. Trên Royal Palace nhìn xuống dòng sông Danube chảy dưới kia với tàu bè nhộn nhịp qua lại, và phía xa kia chính là Parliament House, một trong những tòa nhà, một trong những cảnh điểm quan trọng của thành phố. Không khí ở đây thật là tuyệt vời.
Thank you.